phân làn như này anh thì là chỉ sẽ cứ không được có phép đèn đỏ rẽ phải, không có ai đi qua trong này luôn nhé. Đúng rồi, mà nếu chỉ có nhường đường cho người đi bộ thôi. Vừa xong cái động tác, vừa xong rất nguy hiểm. Cái cô kia mà nó ngã cái thì chết rồi. Nhìn thằng bác chắc không có tiền rồi, chắc bắt bắt tiền rồi. Mà cái những tay lái xe bác quá là chán. Nó vất vả quá, nhưng mà cái vất vả nó không gắn liền với cái chuyện vô ý thức còn. Hai cái đấy khác nhau, không phải vì người ta không có giáo dục. Mình chỉ sợ nhất là cái nó lấy tiền của mình. Thực sự bố chỉ sợ như nó hở ra thì nó lại chuyển tiền online cái gì của mình. Mình có ít tiền ở đấy nó lại lấy nốt. Như cái vụ vừa rồi mất mấy nghìn đô ở chỗ bên bọn Thụy Điển nó tiêu ấy. Thì về sau nó cũng trả lại cho mình thì cũng may rồi. Nhưng mà đấy là bài học thì mình chỉ sợ là máy tính máy tiếc của mình bị bọn nó còn nó chui ra nó hack kia thì kiểu là nó cùng lắm rồi đóng lại. Mở cái mới đi. Không vấn đề gì nhưng chỉ mỗi cái sợ là cái tài khoản này. Cho nên là chỉ để một máy tính là có mở online thôi, đúng không? Chứ đừng mở trên điện thoại như ta bảo thế. Mở các cái online trên điện thoại, chuyển tiền trên điện thoại ấy, rất cẩn thận, nó chui vào được điện thoại mình là nó cũng chuyển tiền của mình đi ấy. Là mình lưu cái nhớ cả password rồi cả các thứ luôn đấy mà. Còn mình chỉ lưu password ở trên một cái máy tính của mình thôi. Nó có riêng ấy mà. Password vào máy tính rồi password vào các thứ thì nó khác. Nó đỡ hơn, mình nghĩ thế. Thấy có một cái hiện tượng khá là
đường rồi. Giữa đường à? Ừ, phải nửa đường. Có chỗ ở nhà quê là nó làm ra gần hết. Thế mà nó rất là nguy hiểm, nhỡ may thằng ô tô nó không phanh mà nó không thấy được. Cả hàng luôn, tập thể luôn. Sao thế cả chứ? Mà nó chỉ để mấy cái cây lốp liếc với vẩn đó. Nó chắn ở đây thôi.